Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn riêng về cái dòng sam hương này. Đó, đặc biệt là cái dòng sam hương này, về cái cách trồng và cái cách chúng ta thay đất, ép chậu như thế nào các bạn. Thì đối với dòng sam hương á, nói chung thì rất là dễ chơi nhưng mà cũng rất là dễ bị thối rễ. Đó, đặc biệt là cái dòng sam hương này, anh em mà trồng mà cái giá thể nó không có tốt á, chậu mà lỗ thoát nước không tốt thì rất dễ bị úng rễ đó. Thì mình dám chắc với các bạn luôn á, là những anh em mà đã chơi sam hương rồi thì biết đó. Đó. Thì thỉnh thoảng là những cái cây sam hương mà các bạn thấy mà nó không có phát triển nó bị ì lại, là các bạn đem lên đi là cái rễ nó bị úng, đa phần là như vậy. Bị úng đó các bạn, rất là dễ bị úng. Thì hồi đó giờ mình cũng thử thay đổi rất là nhiều những cái giá thể khác nhau để trồng ha. Thì cát chọn cám dừa đó, thì các bạn mà chọn cám dừa mà nhiều quá, cái thời gian đầu thì ok, nhưng mà cái thời gian sau này cái cám dừa nó mục đi đó, rồi thì nó cũng vẫn bị úng các bạn. Là mình nhận thấy là cái sâm hương này nó rất là dễ bị úng ha. Đó là mình sau này là mình cắt giảm cái cám dừa bớt đi, tăng cái cát đi đó, và tăng cái bỏ thêm sỏi các bạn. Nó không có sợ gì hết, sam hương không có sợ gì hết, chỉ sợ úng thôi, úng rễ. Nó là thà là nó khô khô, nó thiếu nước chút xíu mà không sao, nhưng mà nó mà cái giá thể mà ẩm ướt liên tục là dễ bị úng lắm. À, các bạn mà cứ mua những cái cây sam hương phôi ha, ở ngoài về thì khi ta thay chậu hoặc là chúng ta ép chậu thì các bạn nên rửa sạch đất cũ cho mình, rửa sạch bỏ hết đất cũ và cắt rễ cho nó ngắn lại. Ha, sâm hương thì nó rất là dễ cái chậu đó, rất là dễ cái chỗ mà nó cắt rễ ngắn nhưng mà nó vẫn ra các bạn, nó vẫn sống. Ha, đây nè, rửa sạch các bạn cắt cắn này đi, sát đây luôn. Đó, các bạn cứ cắt thoải mái. Sam hương thì dâm cành nó còn sống nữa mà, không chi mà các bạn cắt ngắn như vậy ha. Đó, cắt ngắn thì mình sẽ bỏ, các bạn cứ thấy cái rễ nào mà nó bị ống á, bị già thì cắt bỏ luôn, cắt cho nó sát luôn. Cắt như vậy đi các bạn, khỏi như vậy không sao hết. Thì sẵn đây mình sẽ cắt lá luôn để cho nó ra cái lá non lại cho nó đẹp hơn. Thì những anh em chơi sam hương lâu năm á, là anh em mới tập chơi kiểu gì, mình cũng nói luôn là ít nhiều gì anh em cũng bị cái tình trạng sam hương bị úng rễ ha. Các bạn làm cỡ nào làm nó cũng bị úng. Nước nhiều chút xíu mà cái giá thể mà trồng mà nước nhiều chút xíu là nó úng, nó dễ bị úng, dễ cực kỳ luôn. Vậy có rất là nhiều anh em hỏi mình là sam hương trồng cái giá thể gì để cho nó phát triển tốt, mình không bị úng rễ. Thì theo mình nhận thấy, các bạn lót, thứ nhất là các bạn phải trồng đất nung, đất Akadama đó, 100% là đất nung, thì nó có thể là nó phát triển hơi chậm so hơn cái đất cát mà trồng phi dừa, nhưng mà nó không có bị úng rễ. Đó là một cái điều chắc chắn luôn. Và thứ hai nữa, các bạn chọn cám với cám dừa với lại cát, thì các bạn chọn cát nhiều một chút, hạn như cát 7 đi, cám dừa khoảng chừng 3 thôi. Đó, cám dừa khoảng chừng 3 thôi. Rồi các bạn chọn thêm cái sỉ than hoặc là ghi vô cho nó thoáng cái, thì sam hương nó sẽ không bị úng. Cái cây này mình trồng 100% là đất nung nè. Nó thì mình cũng đã từng thử cái dạng 100% đất nung rồi, thì nói chung là nó không úng, nhưng mà nó phát triển nó không có bằng cái đất cát. Nó thì các bạn thấy không, cái giá thể người ta trồng á, đa phần là đất cát chọn cám dừa đó với lại sỏi rồi đó, nhưng mà thời gian lâu á là cái cám dừa nó mục đi, cám dừa nó mục đi thì nó vẫn bị úng các bạn. Đó, thì tại vì cái vấn đề mà quan trọng để các bạn trồng mà để như cây sam hương mà nó khỏe
nó phát triển tốt thì các bạn ưu tiên về cái bộ rễ nó trước. À, bộ rễ nó trước, cái cây mà các bạn ưu tiên chọn giá thể nào cho cái bộ rễ nó phát triển trước đó. Thì cái bộ rễ nó phát triển rồi thì cành lá nó mới phát triển theo các bạn. À, còn các bạn không có quan tâm gì tới cái dinh dưỡng nha, mình các bạn chơi sâm hương thì các bạn không có quan tâm gì tới cái giá thể, cái đất trồng mà dinh dưỡng nha. Các bạn mà chọn đất trồng này có dinh dưỡng vô là đúng chắc luôn đó. À, chơi sâm hương thì đừng có quan tâm gì cái giá thể có dinh dưỡng hết, các bạn cứ ưu tiên cát xây dựng cho mình đó. Các bạn cám dừa cát xây dựng, chọn thêm sỉ than hoặc là sỏi gì đó, các bạn cứ chọn vô làm sao làm cho nó thoát nước tốt, cho cái bộ rễ nó khỏe một cái là các bạn cái sâm hương nó phát triển à đó. Còn phân thuốc gì thì các bạn cứ ngâm vô nước các bạn tưới nó không sao ha, chứ các bạn trồng mà cái giá thể mà nó cứ sạch là nó dễ bị úng lắm, nó dễ bị úng rễ lắm. Cái rễ sâm hương nó dở cực kỳ, dở rất là dễ bị úng. À thì đây, mình mấy cái sâm hương này mình cọt vô đá nè, vậy đó. Thì các bạn làm cây thì các bạn cũng đừng có sợ cây nó chết ha. Đó, chỉ sợ là chúng ta nuôi hoài mà cây nó xấu, nó không đẹp thôi. Các bạn cứ mạnh dạn lên đi, cứ làm thì cứ mỗi lần chúng ta thay chậu hay là thay đất hay là chúng ta ép chậu hay là làm gì đó thì cứ mạnh dạn nhổ lên, rửa sạch hết đó, cắt bỏ những cái rễ như thế này nè, các bạn thấy không, những rễ như thế này nè nó sẽ úng đó, các bạn để thì nó sẽ úng đi dài tới cái thân luôn á, và nó sẽ bị si cây đó. Các bạn cắt bỏ đi, nó ra rễ mới thì nó đâm rễ non thì nó cũng đâm lá à, nó phát triển à. Các bạn mà không có làm cái khâu này á cho nó kỹ á là nó không có phát triển được đâu, nó cứ ì đó, nó thấy ghét lắm. Bởi vậy các bạn cứ mạnh dạn làm đại đi, chết thì bỏ, chết thì làm cái khác, chết thì chúng ta mua cái khác chúng ta làm ha, chứ chúng ta đừng có sợ nó chết. Làm cây đừng có sợ nó chết, cứ làm cho nó sạch sẽ đó, à cho nó sạch sẽ hết, cho nó ngon lành hết thì chúng ta trồng cây lại thì nó mới phát triển. À, sau này chúng ta mới có cái cây mà nó ưng ý được, các bạn thấy không? Đó, cái chậu này một lỗ mà không bao giờ đủ nha, mình phải cắt thêm hai cái lỗ nữa các bạn. Đặc biệt là những cái chậu mà nó không có cái kê lên đó, là các bạn trồng sâm hương nó cũng dễ bị úng lắm. Chúng ta để trên mặt bàn này nè, cái nó nước nó không có thoát được đó. Đó, lấy lưới rồi chặn lên. Ở lớp thì lót đất nung hoặc là sỉ than gì đó, các bạn cứ lót lớp đáy dưới cái cho nó thoát nước cái đã. Đó. Rồi các bạn có thể chọn giữa cát xây dựng và đất nung, hai cái này xen kẽ nhau trồng. Thì các bạn làm sao mà cái rễ nó phát triển ổn định, không có bị úng là cây sâm hương nó phát triển à. Có một lần mình trồng 100% cát luôn mà sâm hương nó phát triển ầm ầm luôn các bạn, nhưng mà có cái là rễ nó ra nhanh dài quá, nhưng mà nó phát triển nhanh lắm, phát triển rất là mạnh. Thì các bạn thấy không, các bạn nào mà thường dâm cành sâm hương á, khi mà chúng ta dâm bằng đất cát á thì nó phát triển rất là mạnh, mà khi chúng ta bỏ vô chậu mà chúng ta chọn đất này đất kia vô thì nó không lớn nữa mà nó úng hả, đa phần là như vậy. Thường thường thì các bạn cũng đã từng làm, các bạn cũng biết đúng không? Đó. Thì không phải riêng gì sâm hương mà mình thấy như là cây nào cũng vậy đó. Chỉ có một điều là chúng ta chọn cát nhiều quá thì tưới nó hơi mạnh chút xíu thôi đó. Các bạn mà có thời gian các bạn tưới thì mình thấy đất cát xây dựng là trồng cây hợp lý nhất